vực như kiểu Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc, Trung Quốc thì Việt Nam lại chẳng con mèo, thì em nghĩ một phần là vì con mèo gắn liền với người dân Việt Nam, và con mèo thì từ các tranh dân gian hàng trống, đồng hồ thì đều có xuất hiện của con mèo. Và